Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị khán giả theo dõi chương trình thời sự tối thứ ba, ngày 21 tháng 1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị khán giả, tối hôm qua tại Nhà văn hóa tỉnh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Cạn đã tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020 và mừng Xuân Canh Tý 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự và phát biểu tại chương trình. Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Tại chương trình, các vị đại biểu đã cùng nhìn lại bức tranh tổng quát về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2019 và nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du đọc diễn văn ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng, những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng trong 90 năm qua. Diễn văn do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trình bày đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn bước sang năm mới 2020, toàn thể cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của quê hương, đất nước và tỉnh nhà, tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, ra sức lao động sản xuất, nỗ lực thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, sớm đưa Bắc Cạn trở thành tỉnh khá trong khu vực. Chương trình nghệ thuật được thể hiện tại chương trình gồm 3 phần với chủ đề từng phần là nhớ ơn Đảng, ơn Bác Hồ, đoàn kết các dân tộc và Bắc Cạn hướng tới tương lai do tập thể nghệ sĩ diễn viên của đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh biểu diễn. Những tiết mục được dàn dựng công phu, chuẩn bị kỹ lưỡng đã đem đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc khi xem chương trình đặc biệt này. Đoàn công tác của Ban dân tộc tỉnh Bắc Cạn vừa đi thăm tặng quà cho các hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách tại xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Đoàn đã trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số và gia đình chính sách của xã Xuân Lạc. Đây là xã gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn thiếu thốn. Những món quà tuy có giá trị vật chất không lớn nhưng đã khẳng định Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến người nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số với mong muốn góp phần giúp bà con đón Tết cổ truyền đầy đủ hơn, có thêm động lực để vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trên địa bàn thành phố Bắc Cạn những ngày qua có nhiều trường học tổ chức các hoạt động chào Xuân Canh Tý 2020. Không chỉ có các trường tiểu học, trung học cơ sở hay trường trung học phổ thông mà nhiều trường mầm non cũng đã tổ chức chương trình Bé vui đón xuân để tạo không khí vui tươi cho các em nhỏ. Tại chương trình, đông đảo học sinh đã biểu diễn các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc với chủ đề ca ngợi về Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước và các ca khúc chào xuân vui tươi rộn ràng. Đây là hoạt động thiết thực góp phần giáo dục truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc cho các em học sinh ngay từ bậc học đầu tiên trong cuộc đời. Hôm nay, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chợ Đồn đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm để bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, khắc ghi sự hy sinh cống hiến của các anh hùng liệt sĩ. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Chợ Đồn đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Bước sang năm mới, huyện Chợ Đồn sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, giữ trọn đạo lý uống nước nhớ nguồn. Các cán bộ, đảng viên cũng như mọi tầng lớp nhân dân thi đua lao động sản xuất, công tác, học tập, rèn luyện, tô thắm thêm trang sử hào hùng, truyền thống vẻ vang của quê hương cách mạng. Hôm nay, huyện Ngân Sơn cũng đã tổ chức lễ dâng hương dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện. Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đồng chí lãnh đạo huyện cùng đại diện cán bộ, công nhân viên chức lao động, lực lượng vũ trang của huyện đã kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và thắp nén hương trên các phần mộ, bày tỏ lòng thành kính biết ơn và tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ vào dịp Tết Nguyên đán được huyện Ngân Sơn tổ chức thường niên mỗi độ Tết đến xuân về. Thông qua đó góp phần giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn cho thế hệ hôm nay và mai sau.
Thưa quý vị khán giả, mỗi độ Tết đến xuân về, cùng với việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đề ra, chính quyền huyện Bạch Thông luôn quan tâm đến công tác động viên, chăm lo cho những người có công với cách mạng, đối tượng chính sách trên địa bàn huyện để mọi gia đình đều có một cái Tết ấm no, vui vẻ. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Là mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ Mông Thị Thi ở thôn Nà Ngâm, xã Cẩm Giàng, nay đã gần 90 tuổi. Hàng năm cứ mỗi dịp giáp Tết, niềm vui nho nhỏ của mẹ là được địa phương quan tâm đến thăm hỏi, động viên chúc Tết mẹ, giúp gia đình mẹ cảm thấy ấm áp hơn. Động viên gia đình là cảm thấy là một năm như thế là thấy rất là phấn khởi và nhớ cội nguồn trước kia là gia đình rất là cảm ơn. Nhằm giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trong năm 2019, huyện Bạch Thông đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ, trong đó tập trung vào việc giúp các hộ dân phát triển sản xuất để nâng cao đời sống. Từ nguồn vốn của Trung ương và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, toàn huyện đã làm được 14 ngôi nhà đại đoàn kết trị giá gần 500 triệu đồng. Ngoài ra, từ một số nguồn vốn khác cũng góp phần giúp người nghèo trên địa bàn huyện có cơ hội sửa chữa, làm nhà mới. Để các gia đình có cái Tết đầm ấm, đặc biệt là động viên những gia đình có công với cách mạng, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tí 2020, huyện Bạch Thông đã tổ chức thăm tặng 4 suất quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng, 17 suất quà cho những người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh và 3 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, huyện cũng đã tổ chức cấp phát hơn 20 tấn gạo cứu đói giáp hạt cho các hộ có nguy cơ thiếu đói. Ở địa phương thì cũng hôm vừa rồi thì cũng đã triển khai cái công văn của Ủy ban huyện về rà soát các hộ cứu đói dịp Tết. Thì cũng qua rà soát thì ủy ban cũng cho các thôn là tổ chức là họp thôn xem xét là đúng đối tượng để không để là đợt Tết thì thiếu đói. Còn về các chế độ chính sách khác thì như về cái chữ thập đỏ thì đợt vừa rồi thì cũng có cái chương trình thì cũng hỗ trợ, thì cũng qua xem xét các hộ nghèo thì cứ ưu tiên hộ nào nghèo gọi là khó khăn nhất thì cho trước. Vì trong thời gian qua, phòng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo các ban ngành đoàn thể xây dựng kế hoạch chủ động quan tâm đến các đối tượng gia đình chính sách, thương bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang trên địa bàn, đồng thời là chỉ đạo các xã thị trấn tổ chức rà soát các hộ nghèo, các hộ có gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở những vùng có lũ lụt thiên tai để tổ chức cứu trợ xã hội, cứu đói cho đồng bào, đảm bảo là mọi người dân đều có Tết ấm no, hạnh phúc, không để xảy ra tình trạng đói trong dịp Tết. Huyện Bạch Thông hiện có trên 8.500 hộ dân, trong đó số hộ nghèo là hơn 1.480 hộ. Với sự giúp đỡ hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương, những hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn sẽ có một mùa xuân ấm áp, có thêm động lực để vươn lên trong năm mới. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn về việc tăng cường công tác kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tí 2020, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã kiểm tra một số cơ sở kinh doanh thực phẩm lớn trên toàn tỉnh. Dịp Tết Nguyên đán Canh Tí 2020, cửa hàng tạp hóa của bà Phượng ở phường Phùng Chí Kiên nhập hàng ít hơn so với mọi năm. Bởi theo bà, năm nay có thêm nhiều cửa hàng mới mở, đặc biệt là có thêm siêu thị Vincom nên lượng người mua sẽ giảm hơn so với mọi năm. Mặc dù vậy, bà vẫn ưu tiên lựa chọn các mặt hàng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tem nhãn mác đảm bảo. Bởi vậy, khi các đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm của thành phố, của tỉnh đến kiểm tra, hầu như đều đạt theo quy định. Năm nay thì kiểu như là mở nhiều các nơi mà nhiều có cả Vincom nên là cũng không có lượng hàng bớt, thực hiện theo những cái mà quy định đề ra. Có cái sơ sót bởi vì là khách hàng cũng giao hàng bảo là có tem nhưng mà chưa thấy là đưa tem đến thì cũng đã sơ sót ở chỗ đấy. Hàng hôm qua sáng nay cũng mới nhận thôi nhưng mà hôm qua bảo là có tem luôn rồi nhưng mà chưa, họ bảo là đến chiều mới có tem thì mình cũng chưa kịp mà mang tem ra dán. Có giấy tờ đầy đủ và chứng nhận đi tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhà hàng Lá Cọ là một trong những địa điểm kinh doanh được nhiều người biết đến. Vừa qua, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã đến kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, trong đó có kiểm tra lưu mẫu thức ăn, vệ sinh nhà hàng, giấy tờ, hồ sơ liên quan. Vừa qua, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn đã đăng tải thông tin một số trang mạng xã hội đã khai thác lại nội dung thông tin, khiến nhiều người hiểu lầm.
Thực tế qua kiểm tra cho thấy nhà lá cỏ đã thực hiện nghiêm các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm. Qua test nhanh, 5 bát và 5 đĩa cho kết quả 9 trên 10 mẫu đạt yêu cầu. Một chiếc đĩa hiển thị kết quả chưa đạt. Tuy nhiên qua đánh giá kết quả 9 trên 10 vẫn là kết quả tốt. Theo cái chỉ trương của bên an toàn thực phẩm của thành phố cũng như của ban an toàn thực phẩm của tỉnh ấy, chỉ thị xuống thì bên nhà hàng cũng chấp hành đầy đủ từ các bước như kiểu là giấy tờ này cũng như kiểu là về các độ an toàn thực phẩm và các nguồn gốc xuất xứ của và cũng các mẫu lưu trữ ăn của nhà hàng là cũng chấp hành đầy đủ theo quy định. Về cái vấn đề thiết bị thì đặc biệt thì bên chỗ nhà em thì cũng nào cũng lưu ý cái chuyện an toàn vệ sinh của khách hàng được ưu tiên lên hàng đầu chứ. Thì trước khi bên nhà em lúc nào cũng kiểm tra kỹ càng về cái vấn đề vệ sinh bát đũa và cũng như kiểu là nơi ăn của khách ạ. Dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân năm 2020, Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại 8 huyện thành phố. Qua kiểm tra, đa số các cơ sở đều chấp hành các quy định, tiêu chuẩn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Một số cơ sở còn thiếu sót như tem, mác chưa đầy đủ, số lượng ít đã được cơ quan chức năng nhắc nhở và hướng dẫn tiêu hủy tại chỗ. Thưa quý vị khán giả, thịt lợn ngày Tết từ lâu đã trở thành hoạt động được nhiều hộ dân duy trì mỗi khi Tết đến xuân về. Đó cũng là thể hiện thành quả lao động của người dân sau một năm làm việc vất vả, là dịp đoàn viên của gia đình. Tại tổ 4, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Cạn, phóng viên thời sự đã ghi lại khung cảnh nhộn nhịp của nhiều hộ dân trong ngày thịt lợn ăn Tết. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Thưa quý vị khán giả, như chúng ta đã biết thì trong một năm qua dịch tả lợn châu Phi đã gây ảnh hưởng rất lớn đến ngành chăn nuôi lợn của tỉnh. Giá thịt lợn tăng cao cùng với đó là nguồn thịt lợn khan hiếm. Tuy nhiên thì những điều đó không ảnh hưởng đến cái không khí chuẩn bị thịt lợn Tết ở nơi đây. Mặc dù dịch tả lợn châu Phi trong năm qua đã ảnh hưởng đến chăn nuôi, nhưng bằng những kinh nghiệm quý báu của mình, gia đình anh Hải vẫn nuôi được lợn để thịt vào dịp Tết. Từ 7 giờ sáng, con lợn gần 100kg của gia đình anh Hải nuôi gần một năm nay đã được mổ thịt. Mỗi người phụ trách một việc để thịt lợn và chế biến món ăn. Không khí rất đầm ấm, nhộn nhịp. Có lẽ đó cũng là một lý do giúp gia đình anh Hải năm nào cũng thịt lợn để ăn Tết. Thì năm nay thì cái dịch lợn là tả châu Phi thì cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái chăn nuôi của bà con trong địa phương. Nhưng mà đối với bà con thì cái Tết cổ truyền thì không bỏ qua được. Thì năm nào cũng cố gắng nuôi một con lợn để thịt. Thì năm nay nó sẽ không được to như năm ngoái nhưng vẫn có lợn để thịt. Thịt lợn Tết này là không phải là để cung cấp của mấy ngày Tết, thực phẩm mấy ngày Tết mà nó còn dự trữ sau Tết. Còn ngày mùa ngày mai mình có thực phẩm sẵn dự trữ ở trong nhà. Chẳng như thịt mình làm có thể thịt là lợn gác bếp, mà món lạc sườn, xong là thịt rán thì mình ướp vào chum, hoặc là thịt phơi nắng, ướp phơi nắng ấy. Những dịp này là như gia đình thì mình gia đình bác cả, thế là phải thịt trước, từ hôm nay là để ăn Tết, từ hôm nay là ở nhà này trước, xong là lần lượt mai đi nhà các cô, các chú. Những cái lúc như thế là để gia đình được sum họp hơn, cả một năm rồi làm ăn rồi phát triển kinh tế rồi thì được những ngày Tết này để gia đình đoàn tụ, những con em đi học xa về để cùng đoàn tụ với gia đình để ăn bữa cơm tất niên. Vừa hoàn thành căn nhà mới, gia đình ông Nguyễn Văn Hoàn ở tổ 4 phường Xuất Hóa thành phố Bắc Cạn như được nhân đôi niềm vui khi thịt lợn ăn Tết. Nhân dịp này, ông cũng mời bà con hàng xóm, anh em thân thiết đến để chia vui với gia đình. Với ông Hoàn, dịch tả lợn không làm ảnh hưởng đến việc chăn nuôi của gia đình. Bởi vậy, ông vẫn có con lợn gần 100kg để vừa ăn mừng nhà mới, vừa dành ăn Tết. Nói chung nên năm nay thì vừa cái dịch tả lợn của châu Phi với lại thứ nhất là về cái vẫn cứ gia đình thì vẫn cứ cố gắng nuôi một con lợn. Thứ hai là nuôi con lợn năm nay lại làm nhà nữa. Nói chung là rất vui rồi. Giờ riêng năm nay thì nuôi lợn thì không nuôi đúng một con thôi. Cái chăm sóc thì cứ như mỗi năm không cho lợn này nuôi để thịt Tết thôi. Thịt lợn ngày Tết là nét đẹp trong văn hóa cổ truyền của người Việt Nam. Xưa kia nguồn thực phẩm khan hiếm nên người dân thường để dành đến Tết mới thịt lợn. Ngày nay, thịt lợn Tết lại là một cách để có được nguồn thực phẩm sạch, đặc biệt là năm nay nguồn thịt lợn khan hiếm và giá bán đắt đỏ.
Có lợn để thịt nghĩa là có một năm khá thành công và vui vẻ của mỗi gia đình. Qua cái đợt dịch ấy, thì làm vệ sinh chuồng trại rất là sạch sẽ, sau đó là giải rắc vôi xung quanh chuồng trại hết. Sau đó là cái chế độ ăn là phải hết sức là cẩn thận, tránh những cái thức ăn mà nhập mua ở ngoài chỉ có của gia đình hết. Đây là truyền thống của dân tộc Tày rồi, năm nào cũng một con, và mỗi con là cũng phải trên 60, 70 trở lên hết. Trong một năm lao động sản xuất thì có một con lợn để thịt, để tổng kết của một năm. Trong cái dịch nó lớn như vậy thì phải nói rằng là gia đình mình vẫn có thịt lợn. Dịch tả lợn châu Phi, giá thịt lợn đắt đỏ ngoài kia dường như không có ảnh hưởng gì đến sự vui vẻ đầm ấm và đoàn kết ở nơi đây. Đó cũng là kết quả của những kinh nghiệm chăn nuôi quý báu mà người dân ở tổ 4 phường Xuất Hóa có được. Không riêng gì ở đây mà ở các địa phương khác trên địa bàn tỉnh cũng có không khí vui tươi đầm ấm của ngày thịt lợn Tết tại nhiều gia đình khi Tết đến xuân về. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có công văn yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương tăng cường công tác phòng chống tác hại của rượu bia. Để tổ chức thực hiện có hiệu quả luật phòng chống tác hại của rượu bia, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến luật và các quy định chính sách về phòng chống tác hại của rượu bia đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân địa phương. Đẩy mạnh hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông, đồng thời tổ chức chương trình chiến dịch truyền thông trong dịp Tết cổ truyền và các ngày lễ, ngày hội nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng chống tác hại của rượu bia. Tập trung tuyên truyền các quy định về những hành vi bị nghiêm cấm, phòng chống tác hại rượu bia đối với người chưa đủ 18 tuổi, không uống rượu bia trước và trong khi lái xe, không uống rượu bia trước trong thời gian làm việc và tại nơi làm việc, địa điểm không được uống, không được bán rượu bia và các quy định khác trong luật phòng chống tác hại của rượu bia. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh kiện toàn hoặc thành lập mới ban chỉ đạo liên ngành về phòng chống tác hại của rượu bia hoặc lồng ghép hoạt động phòng chống tác hại của rượu bia trong hoạt động của ban chỉ đạo liên ngành phù hợp hiện có tại tỉnh, v.v. Trong chuyến công tác cùng Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân vừa qua, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn đã có dịp đặt chân lên đảo Cồn Cỏ của tỉnh Quảng Trị, một hòn đảo có vị trí chiến lược quan trọng, án ngữ cửa ngõ phía Nam Vịnh Bắc Bộ, được xem là con mắt thần vọng gác tiền tiêu của miền Bắc. Nhờ sự đầu tư của nhà nước và ý chí của người dân, Cồn Cỏ đã và đang khoác trên mình tấm áo nhiều màu sắc của quá trình hội nhập và phát triển. Hôm nay, tranh thủ thời gian rảnh, anh Võ Văn Sáng mang dụng cụ khai thác hải sản của mình ra sửa chữa để chuẩn bị cho buổi đánh bắt vào ngày mai. Rời xa đất liền, tình nguyện ra đảo lập nghiệp đã gần 3 năm nay. Lấy nghề khai thác hải sản gần bờ là công việc chính. Cuộc sống với anh Sáng và nhiều gia đình ở đây dẫu vẫn còn khó khăn, nhưng trên tất cả, trong ánh mắt của anh vẫn tràn đầy hy vọng về cuộc sống ngày càng tốt đẹp. Thì là ngư dân ở trong đất liền á, thì thấy điều kiện ở đây làm biển thì hẳn cũng gần bờ, nên hẳn về làm cho mình hơn, thì mình xin phép ra nhận được hỗ trợ cho mình ra đây để mình ra về á. Đây làm ăn sinh sống ở trên đảo mình thì cũng còn trên nhiều cái cũng còn nhiều khó khăn. Mới ra ban đầu thì vất vả lắm, ngư nghiệp nghề lại cũng chưa có nên là cũng khó khăn. Đến mới 2 năm thì cũng đỡ dần, chúng tạm dần đỡ. Cồn Cỏ là huyện đảo của tỉnh Quảng Trị, cách đất liền khoảng 30 km. Trên đảo hiện có 19 hộ dân với 74 nhân khẩu sinh sống. Cuộc sống của các hộ gia đình ở đây chủ yếu là đánh bắt hải sản gần bờ, chăn nuôi và kinh doanh dịch vụ. Hầu hết người dân định cư tại đảo đều là những hộ trong đất liền tình nguyện đưa cả gia đình ra đảo để biến Cồn Cỏ trở thành một đảo tiền tiêu về cả kinh tế lẫn chính trị. Giữa muôn trùng sóng nước biển khơi, Cồn Cỏ hiện ra xanh mướt với những ngôi nhà kiên cố vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió. Sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự giúp đỡ trí tình của các đơn vị đóng quân trên đảo, cộng với tính cần cù chịu thương chịu khó đã giúp cuộc sống của người dân vơi bớt khó khăn. Nhiều cơ sở hạ tầng thiết yếu như trung tâm y tế, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà thi đấu thể thao đa chức năng được xây dựng khang trang, chẳng khác đất liền là mấy. Giao thông ở đảo cũng thuận lợi hơn nhờ con đường trải nhựa chạy vòng quanh đảo. Đặc biệt vào tháng 8 năm 2017, cuộc sống của người dân nơi đảo tiền tiêu như đánh dấu trang mới khi có điện phát liên tục. Và cũng khẳng định được
là theo cái định hướng chung là về phát triển kinh tế xã hội của đảo mà cũng đã được tỉnh là đồng ý là phát triển dịch vụ du lịch thủy sản nông lâm nghiệp theo cái định hướng chung của huyện đảo Cồn Cỏ, trong cái cơ sở hạ tầng của đảo đảm bảo phục vụ dân sinh phát triển kinh tế xã hội mà đặc biệt là trong cái phát triển du lịch. Ai có dịp trở lại Cồn Cỏ sẽ cảm nhận được cuộc sống của người dân nơi đảo tiền tiêu này của Tổ quốc. Khắc phục khó khăn, thiếu thốn, buổi đầu lập nghiệp, những mái ấm trên đảo Cồn Cỏ đang từng ngày khởi sắc trong rộn rã của đất trời chuyển sang xuân. Trong năm 2019 vừa qua, khắp các vùng miền trong tỉnh có hàng nghìn công trình phần việc ý nghĩa mang đậm dấu ấn thanh niên, thể hiện tinh thần xung kích và đóng góp thiết thực của tuổi trẻ Bắc Cạn vì cuộc sống cộng đồng, ghi nhận của phóng viên thời sự. Một trong những công trình có tác động lớn đến đời sống của người dân nhiều nơi trong tỉnh là chương trình Thắp sáng đường quê. Đến nay, chương trình đã triển khai tại các xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, xã Quân Bình, huyện Bạch Thông, xã Cường Lợi, huyện Na Rì, xã Hải Hiệu, huyện Ba Bể, xã Đông Biên, huyện Chợ Đồn và xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn. Riêng năm 2019, toàn tỉnh đã khánh thành 4 công trình với chiều dài 37 km. Công trình Thắp sáng đường quê tại xã Bằng Vân có chiều dài gần 7 km, đi qua 7 thôn. Sau một tháng thi công, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, an ninh trật tự được đảm bảo, bà con đi lại thuận tiện hơn. Tôi cũng thấy cái nhiều mặt nó có lợi, một là nó được thắp sáng cho đường quê, hàng ngày cũng có đêm cũng đi lại nó thoải mái, có đường sáng tất cả thôn chỗ nào cũng sáng. Thứ hai là nó chống được những cái thành viên nó đi lại nó trộm cắp các thứ, mình cũng nói chung là nó bớt được cái trộm cắp, nó mang tính chất là gọi là an ninh trật tự của thôn mình được tốt hơn. Đấy. Trong năm, các cấp bộ đoàn đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện cao điểm trong tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, chương trình tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện. Kết quả, các đơn vị đã đảm nhận thực hiện 2.400 công trình phần việc thanh niên, trong đó có 5 cầu nông thôn, 6 nhà nhân ái, đổ bê tông 7,5 km đường giao thông nông thôn, 20 sân bê tông nhà học thôn, sân trường học, xây dựng 5 phòng học, 2 điểm trường, 4 công trình thắp sáng đường quê. Tất cả các công trình có tổng trị giá trên 3 tỷ đồng. Với phương châm mỗi cơ sở đoàn một công trình phần việc, trong năm qua, nhiều công trình của tuổi trẻ Bắc Cạn đã mang lại hiệu quả rõ rệt, để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong lòng người dân. Trong chương trình xây dựng nông thôn mới thì Ủy ban hội đã xây dựng đề án thanh niên huyện Bắc Nạm chung tay xây dựng nông thôn mới bằng những hoạt động cụ thể như là huy động xây dựng các chương trình kết cấu hạ tầng như là đường nông thôn hay là cầu dân sinh. Bên cạnh đó thì cái công tác chuyển giao tập huấn kỹ thuật để thanh niên phát triển kinh tế cũng như là vận động thanh niên xuất khẩu lao động hay là tìm những hướng đi trong phát triển kinh tế thì cũng đã được đặc biệt triển khai. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn trong tỉnh còn chú trọng xây dựng những đội hình tình nguyện theo nhóm đối tượng thực hiện theo chiến dịch kỳ nghỉ hồng, hành quân xanh, hoa phượng đỏ với các công việc như tiếp sức mùa thi, vệ sinh môi trường, trồng rừng, phòng chống rác thải nhựa. Điểm nhấn trong phong trào xây dựng nông thôn mới của tuổi trẻ Bắc Cạn những năm qua là xây dựng nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, phù hợp với nhu cầu, điều kiện của các địa phương. Nhờ vậy, nhiều đoàn viên thanh niên đã hiểu đúng, đầy đủ mục đích, ý nghĩa của xây dựng nông thôn mới, từ đó tham gia bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Những cái công trình phần việc thanh niên cũng rất là cụ thể, như là thắp sáng đường quê, làm cầu liên, cầu nông thôn, rồi là làm các cái công trình điểm sinh hoạt cho thiếu nhi, tạo được cái dấu ấn rất là tốt trong cái xã hội. Và có được những cái kết quả quan trọng như vậy thì có sự nỗ lực cố gắng rất lớn của các cấp bộ hội, cán bộ, hội viên thanh niên và cái sự quan tâm lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự phối hợp của các cấp, các ngành. Với những nỗ lực không ngừng bằng tinh thần sáng tạo, lực lượng đoàn viên thanh niên đã có nhiều công trình phần việc mang lại hiệu quả tích cực trên các lĩnh vực, tạo dấu ấn đậm nét với nhân dân và tạo niềm tin với cấp ủy đảng, chính quyền, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của đảng. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt đối tượng Đinh Ngọc Lưu, sinh năm 1976, trú tại thôn Cốc Lải, xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, về hành vi tàng trữ trái phép pháo. Qua tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện tại nhà của đối tượng Lưu có 11 quả pháo trứng, 1 cuộn pháo dây, 1 hộp pháo với tổng khối lượng 8,2 kg. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc.
Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình thời sự tối thứ ba của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Bây giờ là những chương trình tiếp theo trên kênh TBK.